Tối qua 22 tháng 11 tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các địa phương dự chương trình nghệ thuật chính luận dấu ấn Võ Văn Kiệt. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 1922, 23 tháng 11 2022. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình nghệ thuật phản ánh quá trình cống hiến của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên nhiều cương vị, khắc họa hình ảnh người cộng sản kiên trung, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, vị chỉ huy ngoài chiến trường, nhà lãnh đạo cao cấp và người đứng đầu chính phủ. Dù ở cương vị nào, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng để lại những dấu ấn lớn, mạnh mẽ, trở thành bài học quý giá cho các thế hệ hôm nay. Song hành cùng lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc để lại những dấu ấn lớn trên hành trình đấu tranh cách mạng Việt Nam. Với một tư duy chính trị toàn diện, sâu sắc, nhạy bén, trên cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước, cố Thủ tướng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược vượt thời gian, góp phần to lớn trong việc hình thành những quyết sách lớn của Đảng và nhà nước. Những dấu ấn mang tên Võ Văn Kiệt trên mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đã tạo dựng nền móng cho sự phát triển của đất nước, cũng như để lại nhiều bài học quý cho hôm nay. Như tinh thần đã được khẳng định tại Đại hội 13, vì một Việt Nam phát triển, phồn vinh, bỏ ra những cơ hội lớn, sánh vai với các cường quốc Nam Châu.